Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lệ Quyên đáp trả cứng rắn khi bị mắng khoe da thịt. Đăng tấm hình tập yoga chào ngày mới, Lệ Quyên cũng bị soi mói. Trước đó nữ ca sĩ dành 7 tiếng để trả lời anti-fan xúc phạm mình. Từ khi công khai hẹn hò Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên dính không ít lời soi mói, nhưng cô vẫn quyết im lặng. Đến khi không thể chịu đựng lời xỉm xói, nữ ca sĩ quyết đáp trả lịch sự khiến anti-fan phải câm nín. Cách đây ít giờ, khi Lệ Quyên đăng tấm hình tập yoga tại nhà, bày tỏ sự buồn bã vì dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng, một anti-fan đã mỉa mai cô có tuổi, có con, có người yêu mới mà suốt ngày khoe da thịt. Đáp lại Lệ Quyên thẳng thắn, cứ vào càm ràm ba cái câu vô nghĩa thế này, không thấy chán hả bạn? Nghe cái giọng kiếm chuyện để làm phiền người khác mắc mệt, Lệ Quyên nói. Trước đó Lệ Quyên mỉa mai với những lời lẽ cay đắng, dại trai bỏ chồng con, không ra gì còn dài giọng đạo lý. Cô đã dành 7 tiếng đồng hồ trong một ngày để đáp trả lại anti-fan vô duyên. Anh phần như bạn thuộc dạng cay nghiệt, đoán già đoán non mà giọng dạc la toán lên như sợ thiên hạ không biết bạn tệ hại ra sao ấy, thương hại bạn. Anti-fan này tiếp tục buông lời cay nghiệt, thậm chí còn gọi mối tình của cô và Lâm Bảo Châu là chuyện tình cô cháu, hay cô không tiền thì còn lâu cô à. Suốt 7 tiếng Lệ Quyên đáp trả lại vô cùng văn minh nhưng cũng thâm sâu. Sau đó vì vá phiền hà mà nhiều fan đã khuyên nữ ca sĩ nên chặn tài khoản này và cô cũng đã làm theo. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.